Review sách để tâm không bận, Ryun Re Osuki review sách để tâm không bận, Ryun Osuki. Tâm trí mãi bận rộn trong vô vàn suy nghĩ, bận tâm khiến bản thân chẳng còn thời gian cho sự tĩnh lặng hay riêng mình. Cùng tối giản suy nghĩ, dọn sạch tạp niệm qua cuốn sách để tâm không bận. Đôi nét về tác giả. Ryun Osuki là một nhà sư trẻ tại Nhật Bản, tác giả của những cuốn sách bán chạy tại Nhật, sách của anh được phiên dịch và xuất bản tại nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc và Việt Nam. Ryun Osukwai cũng thường xuyên mở các lớp học thiền và có một trang web riêng của mình Lê Đề Cà Phê. Cuốn sách Tikings on Love from a Buddhist mang thu hút được rất nhiều bạn đọc tại Nhật Bản và trên thế giới. Một vài cuốn sách khác của tác giả mà bạn có thể tham khảo thêm, *Thịnh Phật về Tâm, Lời Phật dạy viết bằng ngôn ngữ hiện đại, Hạnh phúc không nằm trong ví, Để đời nhàn tênh. Cảm nhận về sách Để Tâm không bận là một cuốn sách có một góc nhìn hoàn toàn mới lạ về sự đau khổ. Những lầm tưởng về sự giàu có bên ngoài thường đẩy chúng ta đến những hạnh phúc được cân đo đong đếm một cách cẩn thận. Nó giống như chúng ta chỉ hạnh phúc khi chúng ta giàu có về vật chất, còn tinh thần thì bỏ bê. Cuốn sách là sợi dây dẫn đường giúp bạn đọc thoát khỏi con ngõ cụt để tận hưởng tâm hồn an nhiên. Nội dung của để tâm không bận rất rõ ràng, phân tích chi tiết từng vấn đề, không phải là một cuốn sách quá nặng nề về chất lý sống. Nó sẽ giúp bạn thoát gỡ những khó khăn trong tâm trí. Từ những chiêm nghiệm thực tế của mình, Reno Sukwai chia sẻ và đưa ra bài học giúp bạn đọc dễ dàng áp dụng vào thực tế. Rất nhiều người trong chúng ta thường để ý đến ánh nhìn của người khác, thế nên tâm trí của hoàn thường bị nặng nề bởi những định kiến, quan điểm của người khác. Có thể kể đến sự kỳ vọng, khi ta nhận được lời khen hay sự công nhận của người khác ta sẽ cảm thấy vui vẻ. Cũng chính vì để chứng minh cho mọi người biết, nhiều người đã làm tất cả mọi thứ chỉ để đổi lấy ánh nhìn của người khác nhưng khi không đạt được điều bạn mong muốn chẳng phải bạn sẽ cảm thấy rất mệt mỏi hay sao một cái đầu chỉ có suy tính mọi chuyện thì làm gì còn chừa chỗ để bạn suy ngẫm về bản thân về cuộc đời hãy loại bỏ những kỳ vọng của mọi người xung quanh hãy thôi làm những việc chỉ để chứng minh với người khác bạn mới có thể cân bằng lại được chính mình quỹ thời gian của mỗi người là có hạn vì vậy đừng nghĩ ngợi nhiều hãy làm điều bạn thích ngay bây giờ còn chuyện của tương lai đừng nhọc lòng hãy sống với trái tim thông tuệ đừng bao giờ sợ già bởi vì chúng ta mãi chẳng thể thắng được thời gian, chi bằng chúng ta cứ ung dung, tâm chẳng màng đến sự trẻ trung ấy, cuộc sống của bạn sẽ tự nhiên tốt đẹp lên. Hình hài của bạn có thể già đi theo năm tháng nhưng bạn vẫn có thể làm mới tâm trí của mình mỗi ngày bằng những ý niệm đẹp đẽ. Đừng phụ thuộc, đừng dựa dẫm, đừng biến cái gì trở thành bến đỗ nương tựa, cảm giác sống hạnh phúc, an lành luôn được con người đề cao, nó như những mục đích tối thượng của cuộc đời. Mấy ai trong chúng ta chấp nhận khổ đau, khó khăn, ta hay có thái độ chống đối hay thậm chí là chạy trốn bằng nhiều hình thức khác nhau. Thế nhưng bản chất của cuộc đời là vô thường, chẳng có một khoảnh khắc nào có thể níu giữ được. né tránh khổ đau cũng là một điều không thể. Thấu tỏ sự vô thường, sống một cách đúng nghĩa ở mọi phút giây là liều thuốc chữa lành hay nghệ thuật sống đẹp mà ta có thể an nhiên sống vui vẻ từ ngày. để tâm không bận giúp bạn buông bỏ những khổ đau để sống cuộc đời vui vẻ của chính mình. những ảo ảnh niềm vui nhất thời biến bản thân trở thành nô lệ của tiền bạc danh vọng không phải là đích đến của cuộc đời. Hạnh phúc được kiến tạo từ những điều đã sẵn có bên trong bạn, đừng tìm kiếm nó qua điều gì. Bản nhạc cuộc sống đã có, bạn chỉ việc hòa mình vào điệu nhạc đó nữa thôi. Trích dẫn hay trong sách. O khi cởi đi lớp phủ trên bề mặt, cảm giác chỉ bây giờ và ở đây sẽ lộ diện, bạn thấy nhẹ nhàng khoan khái vì không phải là bất cứ ai. Trở về cảm giác tồn tại như vốn dĩ, không mang bất cứ thuộc tính nào, cứ như vậy với đôi bàn tay trắng. O tâm hồn của chúng ta. Nếu bị nuông chiều bởi sự thoải mái thì sẽ trở nên hèn yếu, ngược lại, nếu tu hành khổ cực đến mức bản thân ở hiện tại không thể chịu đựng thì sẽ sinh ra căng thẳng và bất ổn quá mức. O mỗi khi sinh ra hân hoan, hãy tâm niệm sẽ không dựa dẫm, hoặc là có thể tâm niệm vô thường. Mỗi ngày, mỗi ngày phải quan sát, nhận ra trạng thái hân hoan sẽ mất đi chứ không kéo dài vĩnh viễn, hướng ánh mắt đến phương trời khai sáng, sinh ra trí huệ. O nếu phục tùng công việc quá mạnh, chúng ta sẽ làm việc quá mức nếu chỉ đặt giá trị tồn tại của bản thân vào công việc, chúng ta sẽ không dám chơi đùa và thong thả vì như vậy sẽ không thể sản sinh ra giá trị tồn tại của chính mình, từ đó chúng ta rơi vào bất an. Chúng ta sẽ mãi tiếp tục vòng tuần hoàn đen đặc mang tên làm việc điên cuồng. Lời kết, nguyện cầu cuốn sách này có thể trở thành sợi dây dẫn đường, giúp bạn thoát khỏi con ngõ cụt để tận hưởng tâm hồn an nhiên, không còn bận tâm trước sự đời biến hóa, để nhẹ nhàng và thư thái. Việc đó sao cũng được để tâm không bận, loại bỏ mọi vấn vương gây phiền hà đến tâm trí, ảnh hưởng tiêu cực đến cảm xúc, ta thông dòng sống cuộc đời tự tại. Cảm ơn mọi người đã đọc hết bài review của mình. Hy vọng rằng những chia sẻ của mình có thể giúp ích các bạn trong việc lựa chọn cuốn sách phù hợp với bản thân. Chúc các bạn đọc sách vui vẻ. Thân